Thúy Nga theo trend váy gói nhưng lại chơi độc khi đứng tạo dáng giữa sa lộ. Trong khi những người đẹp khác lấy phòng ngủ làm sàn diễn, thì Á hậu Thúy Nga lại tự tin tạo dáng chụp giữa đường. Trào lưu lấy gói làm váy đã trở thành hot trend khuynh đảo làng giải trí khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ với giới mỹ nhân Việt, nhiều nghệ sĩ nam, thậm chí có cả nhóc tỳ, nhà sao cũng bắt trend này. Trong khi dàn người đẹp chủ yếu là lấy phòng ngủ làm không gian sáng tạo, và Thúy Nga, Á hậu lại tự tin tạo dáng ở giữa đường, có lẽ nữ danh hài là mỹ nhân Việt chơi trội nhất đối với hot trend váy gói này. Trên trang cá nhân, Thúy Nga đã chia sẻ, chơi hot trend váy gói ai cũng chụp ở trong nhà không hà. Có tôi là dám chơi vậy nè, ra hẳn đường xa lộ chụp luôn cho hoành tráng. Cũng may đợt này đường phố ở Mỹ không một bóng người, chứ không thiên hạ thấy là bị chắc báo bullet hốt quả. Dù chỉ là bộ ảnh vui theo trào lưu, nhưng thần thái ngút trời của Á hậu phu nhân thế giới người Việt 2012 được cư dân mạng khen ngợi hết lời.